Chào mừng các học sinh đến với series giải sách giáo khoa tiếng lớp 12 của Anh ngữ Jin. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu phần Language của Unit 8, The World of Work các con nhé. Bây giờ, chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang một phần cũng không kém phần quan trọng, đó chính là phần Grammar, phần ngữ pháp các con nhé. Và trước khi đi vào phần lý thuyết chung của chúng mình ngày hôm nay, thì chúng mình sẽ có một vài bài tập để các con có thể làm quen với đơn vị ngữ pháp mà chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu, đó chính là Reported Speech, câu tường thuật. Và cụ thể hơn thì chúng mình sẽ học về những dạng đặc biệt của câu tường thuật, đó chính là chúng mình sẽ tường thuật lại lời đề nghị này, lời yêu cầu này, lời đòi hỏi hay là lời khuyên, lời chỉ dẫn, đúng không nào? Và để các con có thể hình dung rõ ràng hơn, bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau bắt tay vào làm bài tập đầu tiên luôn nhé. Ở trong bài tập đầu tiên này thì nhiệm vụ của chúng mình là gì đấy nhở? À, chúng mình sẽ cần viết lại các câu của chúng mình, và trong đó thì chúng mình sẽ phải sử dụng các reporting verb là các động từ tường thuật của chúng mình được cho ở trong box, đúng không nào? Ở trong box này, chúng mình có 4 động từ tường thuật của chúng mình ở đây. Đầu tiên, ask của chúng mình có thể được hiểu theo nghĩa là hỏi này. Còn nghĩa thứ hai, ask có thể được hiểu theo nghĩa là yêu cầu. Chúng mình yêu cầu ai đó làm gì? Tiếp theo, chúng mình có reporting verb offer. Offer sẽ mang nghĩa là đề nghị các con nhé. Tiếp theo chúng ta có tell. Tell theo bình thường thì chúng mình có thể hiểu là chúng mình nói một điều gì này. Tuy nhiên, khi mà chúng mình áp dụng vào trong câu tường thuật thì tell của chúng mình lại có nghĩa là bảo các con ạ. Chúng mình sẽ bảo ai đó làm gì. Và cuối cùng chúng mình có một động từ rất quen thuộc rồi. Động từ advice của chúng mình có nghĩa là khuyên ai làm gì, đúng không nào? Vậy thì những từ này có thể áp dụng ra sao trong các cách viết lại câu của mình? Cô và các con cùng nhau đi tìm hiểu luôn nhé. Câu đầu tiên của chúng mình: Our teacher says you must study hard for the final exams. Cô giáo của chúng tôi thì bảo chúng tôi rằng là các con phải học hành chăm chỉ để chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối kỳ. Việc mà chúng mình dùng động từ tường thuật nào ở đây sẽ phụ thuộc rất nhiều vào ý nghĩa của câu mà chúng mình đang muốn truyền tải, đúng không nào? Vậy thì khi mà cô giáo nói với chúng mình ý, là chúng mình cần phải học hành chăm chỉ để chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối kỳ thì đây là cô đang bảo chúng mình làm gì, đúng không nào? Vậy thì bảo chúng mình làm gì, chúng mình sẽ dùng động từ tương thuật của mình là tell, đúng rồi các con ạ. Và cấu trúc mà chúng mình sử dụng ở đây sẽ là tell somebody to do something. Và cụ thể chúng mình có thể viết lại câu này của chúng mình như thế nào thì bây giờ cô và các con cùng theo dõi nhé. Câu này chúng ta có thể viết lại như sau: Our teacher told us to study hard for the final exams. Ở đây chúng mình thấy rất rõ ràng cấu trúc mà chúng mình đang sử dụng là tell somebody to do something, đúng không nào? Có một điều đặc biệt là tell ở đây của chúng mình sẽ phải đưa về dạng quá khứ, tại vì câu nói này đã diễn ra trong quá khứ rồi mà, đúng không? Tiếp theo các con có thể thắc mắc rằng là tại sao chủ từ ở trên đang là you mà chuyển xuống dưới lại là us? Bởi vì trong câu tường thuật thì các con có nhớ không? Chúng mình sẽ phải đổi lại chủ ngữ cũng như là tân ngữ của chúng mình để phù hợp với chủ từ mà chúng mình đang sử dụng ở trong câu tường thuật, đúng không nào? Ở đây chúng mình đang trong vai là chúng mình là người nói. Vậy cho nên you chúng mình sẽ phải đổi thành tân ngữ chỉ chúng mình, đúng không nào? Sẽ là us. Và to do something ở đây chính là cấu trúc to study hard for the final exams của mình, đúng không nào? Tương tự như vậy thì chúng mình cùng bắt tay vào làm câu số 2 nhé. The job applicant, could you tell me if the company provides computers for all employees? Bạn có thể nói cho tôi liệu rằng công ty có cung cấp máy tính cho tất cả các nhân viên không? Ở đây chúng mình đang thấy rằng là người ứng viên đang đi xin việc này đang hỏi thông tin từ người phỏng vấn, đúng không nào? Vậy thì hỏi chúng mình sẽ dùng động từ reporting verb của chúng mình là ask. Đúng rồi này, không biết là các con có nhớ cách mà chúng mình sẽ đưa câu hỏi của chúng mình về dạng câu tường thuật như thế nào không nhỉ? Chúng mình sẽ sử dụng if hay là whether đối với những câu hỏi dạng yes no mà không có từ để hỏi đi đâu, đúng không nào? Và có một điều đặc biệt là câu hỏi này đã diễn ra ở trong quá khứ rồi, cho nên động từ ask của chúng mình sẽ phải đưa về dạng quá khứ bằng cách là chúng mình thêm ed vào đằng sau, đúng không nào? Và tổng kết lại những điều đó thì chúng mình có thể viết lại câu số 2 của chúng mình như sau. The job applicant asked if the company provided computers for all employees. Alright, chúng mình cùng chuyển sang câu hỏi số 3 nhé. The career advisor, you should develop your communication and planning skills. Vị cố vấn việc làm thì chia sẻ rằng là bạn nên phát triển kỹ năng giao tiếp cũng như là kỹ năng lên kế hoạch của bản thân. Vậy thì ở đây chúng mình thấy rằng là vị cố vấn nghề nghiệp này đang đưa ra lời khuyên cho chúng mình, đúng không nào? Vậy thì đưa ra lời khuyên chúng mình sẽ dùng động từ tường thuật gì đấy nhở?
À, chúng mình sẽ dùng động từ advise đúng không nào? Và có một điều đặc biệt đó chính là bởi vì khi mà chúng mình đưa về câu tường thuật thì chúng mình sẽ phải đổi hết chủ ngữ cũng như là tân ngữ về để làm sao phù hợp với lại đối tượng mà đang nói là chúng mình đúng không nào? Vậy thì you ở đây chúng mình sẽ phải đổi lại thành us thì mới đúng đúng không nào? Và cấu trúc mà chúng mình sẽ cần dùng ở đây đó chính là advise somebody to do something. Và tổng hợp lại những gì mà cô vừa nói thì chúng mình sẽ có cách để chúng mình viết lại câu số 3 như sau. The career advisor advised us to develop our communication and planning skills. Các con có thấy rằng là chúng mình có us ở đây của chúng mình là được chuyển từ you về này và cấu trúc chúng mình sử dụng ở đây là advise somebody to do something. Advise chúng mình sẽ phải đưa về thì quá khứ bởi vì câu nói này đã xảy ra trong quá khứ rồi mà. Chúng mình cùng chuyển đến câu số 4 nhé. My mother I'll find information about short courses on organizational skills for you. Mẹ tôi nói rằng là mẹ sẽ đi tìm thông tin về các khóa học ngắn để con có thể cải thiện được kỹ năng sắp xếp. Ở đây thì chúng mình nhận ra rằng là mẹ đang có một hành động đấy chính là đề nghị sẽ tìm giúp chúng mình thông tin về những khóa học này đúng không nào? Vậy nên đề nghị thì chúng mình sẽ dùng động từ tường thuật của chúng mình là offer. Và có một điểm đặc biệt đó chính là đề nghị để làm một việc gì thì chúng mình sẽ có cấu trúc là offer to do something đúng không nào? Vậy thì câu số 4 này chúng mình sẽ có thể viết lại như sau. My mother offered to find information about short courses on organizational skills for me. Có một điểm đặc biệt đó chính là offer của chúng mình sẽ phải đưa về thì quá khứ tại vì câu nói này đã diễn ra trong quá khứ rồi này. Và còn một điều nữa đó chính là các con thấy tân ngữ của chúng mình ở đây đã được đổi thành me thay vì là you. Bởi vì trong trường hợp này khi mà chúng mình đã đưa về câu tường thuật rồi, chúng mình sẽ phải đổi chủ ngữ này, đổi tân ngữ này sao cho phù hợp với người đang nói câu này là mình đúng không nào? Mẹ của tôi thì đề nghị là sẽ tìm cho tôi thông tin về các khóa học để tôi có thể cải thiện kỹ năng sắp xếp, kỹ năng tổ chức. Alright, vậy là chúng mình đã hoàn thành xong bài tập đầu tiên rồi. Bây giờ cô và các con cùng nhau chuyển sang bài tập số 2 các con nhé. Ở trong bài tập số 2 này thì nhiệm vụ của chúng ta đó chính là viết lại các câu này bằng cách là chúng mình sử dụng cấu trúc, câu tường thuật đúng không nào? Và có một điểm đặc biệt ở đây đó chính là chúng mình đã được gợi ý sẵn những từ tường thuật mà chúng mình sẽ được sử dụng ở đây. Ví dụ như là chúng mình có invited này, chúng mình có asked và chúng mình có offered. Vậy thì khi mà chúng mình đã được cho sẵn các động từ tường thuật ở đây rồi thì chúng mình có nhiệm vụ là sẽ phải chọn ra được cấu trúc nào hợp lý về mặt ngữ pháp để có thể đưa vào các vị trí sử dụng viết lại các câu này đúng không nào? Chúng mình cùng bắt đầu với câu đầu tiên luôn các con nhé. Would you like to see me play in a football match? Cậu có muốn xem tớ chơi ở trong trận đấu bóng đá không? Ở đây chúng mình sẽ cần phải viết lại câu bắt đầu bằng cụm từ là the monitor invited. Thì các con có nhớ đến là chúng mình có một cấu trúc đó chính là invite somebody to do something đúng không nào? Vậy thì ở đây bạn lớp trưởng đang có một hành động là bạn ấy đang mời mình đến để xem bạn ấy chơi đá bóng đúng không nào? Vậy thì mời mình thì tân ngữ của chúng mình ở đây sẽ phải là me rồi này. Và động từ của phần to do chúng mình sẽ đổi thành là to see him play in a football match đúng không nào? Tổng kết lại thì chúng mình có thể viết lại câu này như sau. The monitor invited me to see him play in a football match. Có một điểm đặc biệt là các con thấy tân ngữ của chúng mình đã phải thay đổi khá là nhiều từ việc là chúng mình đổi you thành me cho đến việc chúng mình đổi me thành him đúng không nào? Các con lưu ý phần mà chúng mình đổi tân ngữ hay là đổi chủ từ khi mà chúng mình đưa câu của chúng mình về dạng câu tường thuật thì rất quan trọng nên là các con đừng quên nhé. Chúng mình cùng chuyển đến câu số 2 nào. Could you tell me what skills I need in order to get this job? Bạn có thể nói cho tôi những kỹ năng mà tôi cần để có thể có được công việc này không? Chúng mình sẽ cần viết lại câu này bằng cách là chúng mình bắt đầu như sau. The applicant asked the head of the human resources department. Ứng viên thì đã hỏi trưởng bộ phận nhân sự làm sao đó. Các con có thấy rằng là động từ tường thuật của chúng mình ở đây sẽ là ask. Ask ở đây chúng mình có thể hiểu theo hai nghĩa. Đầu tiên là nghĩa hỏi này, nghĩa thứ hai là nghĩa yêu cầu đúng không nào? Thì ở trong trường hợp này chúng mình thấy rằng là ask của chúng mình sẽ được hiểu nghiêng về nghĩa yêu cầu hơn ở đây. Và ứng viên thì yêu cầu trưởng bộ phận nhân sự làm gì cho mình đấy nhở? Người ứng viên này đang yêu cầu trưởng bộ phận nhân sự là nói cho cô ấy hay là anh ấy những kỹ năng mà người này cần để có thể có được công việc này đúng không nào?
Vậy thì chúng mình có cấu trúc là ask somebody to do something, đúng không nào? Vậy thì somebody của chúng mình ở đây đã là the head of human resources department rồi. Còn to do something ở đây thì do của chúng mình sẽ đổi thành là tell him what skills he needed in order to get that job. Vậy thì cụ thể hơn chúng mình sẽ viết câu này ra sao? Cô và các con cùng nhau đi phân tích nhé. Câu này chúng mình có thể viết là the applicant asked the head of the human resources department to tell him what skills he needed in order to get that job. Bây giờ chúng mình sẽ cùng đi phân tích từng phần một nhé. Đầu tiên, không có gì phải bàn cãi là chúng mình đang dùng cấu trúc ask somebody to do something rồi, đúng không nào? Và có một điều đặc biệt là các con thấy tân ngữ của chúng mình đã được đổi từ me thành him và chủ ngữ của chúng mình đã được đổi từ I thành he rồi, đúng không nào? Có một điều đặc biệt nữa đó chính là các con có thấy need của chúng mình đã được đổi về thì quá khứ, đúng không nào? Bởi vì câu hỏi này đã được hỏi ở trong quá khứ rồi, vậy cho nên động từ chúng mình cũng sẽ phải đổi về thì tương ứng các con nhé. Và có một điều nữa đó chính là ở câu gốc thì chúng mình sẽ sử dụng this job, còn ở câu dưới chúng mình sẽ phải đổi this thành that để sử dụng trong cụm là that job, đúng không nào? Đơn giản phải không? Bây giờ chúng mình cùng nhau chuyển sang câu số 3 nhé. If you like, I'll find more information about the company that you were applying to. Nếu như cậu muốn thì tớ có thể tìm thêm thông tin về công ty mà cậu đang ứng tuyển. Câu này chúng mình sẽ phải viết lại bằng cách là chúng mình bắt đầu với cụm từ my friend offered. Ngay ở trong bài tập trước thì chúng mình đã được giới thiệu đến cấu trúc offer to do something rồi, đúng không nào các con? Vậy thì ở đây rất đơn giản, chúng mình sẽ chỉ cần đổi do thành cụm động từ mà chúng mình mong muốn, đó chính là find more information about the company that I was applying to, đúng không nào? Chúng mình đã xác định được cấu trúc mà chúng mình cần đưa về ở đây là offer to do something rồi. Tuy nhiên thì trong câu này chúng mình sẽ cần phải đổi nhiều thứ hơn nữa. Cho nên bây giờ cô và các con sẽ cùng nhau đi phân tích nhé. My friend offered to find more information about the company that I was applying to. Ở đây thì chúng mình thấy rằng là chúng mình có một sự thay đổi về mặt chủ từ, đó chính là ở câu trên chúng mình đang dùng you, ở câu dưới chúng mình lại phải đổi thành I, đúng không nào? Và đặc biệt là chúng mình sẽ cần phải đưa động từ của mình về thì quá khứ tiếp diễn, bởi vì câu nói này đã diễn ra ở trong quá khứ rồi, vậy cho nên động từ của chúng mình cũng sẽ phải lùi về thì quá khứ theo các con nhé. Chúng mình cùng chuyển sang các câu tiếp theo thôi. Câu số 4 của mình, go ahead, apply for the job. Đi đi, đi ứng tuyển công việc đấy đi. Ở câu này thì chúng mình sẽ phải viết lại câu dựa theo cấu trúc là his father encouraged. Các con có nhớ rằng là cấu trúc mà chúng mình dùng với động từ encourage sẽ là gì không? Chúng mình có cấu trúc encourage somebody to do something, đúng không nào? Vậy thì ở đây bố của bạn ấy đang động viên bạn ấy hay là khuyến khích bạn ấy đi ứng tuyển công việc, đúng không nào? Vậy thì ở đây chúng mình sẽ dùng cấu trúc là encourage him to apply for the job, đúng không nào? Vậy thì câu này chúng mình sẽ có thể viết lại như sau. His father encouraged him to apply for the job. Chúng mình cùng chuyển đến câu số 5 nhé. The working conditions at this factory are terrible. Điều kiện làm việc ở nhà máy này thì quá sức tồi tệ. Đối với câu này chúng mình sẽ cần phải viết lại với cách mở đầu như sau. He complained to his friends. Anh ấy phàn nàn với bạn anh ấy. Thì bởi vì động từ tường thuật của chúng mình ở đây là complain, chúng mình sẽ cần phải tìm ra cấu trúc mà chúng mình cần dùng đúng ở đây sẽ là gì. Thì các con có nhớ đến chúng mình sẽ có một cấu trúc đối với complain, đó chính là complain to somebody about something, đúng không nào? Phàn nàn với ai? Về việc gì? Vậy thì about chúng mình đã biết là chúng mình cần dùng giới từ này rồi. Tuy nhiên, phần đằng sau chúng mình sẽ phải thay đổi như thế nào? Thì bây giờ cô và các con cùng nhau đi phân tích nhé. He complained to his friends about the terrible working conditions at that factory. Trước tiên thì rõ ràng là chúng mình sẽ phải đổi lại cách sắp xếp từ vựng của chúng mình một chút này, bởi vì như ở câu trên chúng mình đang viết câu của chúng mình ở dưới dạng một câu hoàn chỉnh có đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ. Tuy nhiên thì khi mà chúng mình xếp sau giới từ about thì chúng mình sẽ phải diễn đạt lại những gì mà chúng mình muốn nói theo cách là chúng mình sử dụng một cụm danh từ, đúng không nào? Và để đưa về cụm danh từ thì chúng mình sẽ có danh từ chính của chúng mình là working conditions này. Và tiếp theo đó thì chúng mình sẽ phải đảo tính từ terrible của chúng mình lên đằng trước để hình thành một cụm danh từ mang nghĩa là điều kiện làm việc rất tệ.
Và có một điều đặc biệt đó chính là this các con sẽ phải biến đổi thành that khi đưa về câu tường thuật đúng không nào? Anh ấy phàn nàn với bạn của anh ấy về điều kiện làm việc tệ hại ở nhà máy đó. Chúng mình cùng chuyển đến câu số 6 các con nhé. No, I can't tell you what the director's salary is because that information is confidential. Không, tôi không thể nào nói cho bạn lương giám đốc là bao nhiêu được bởi vì đây là thông tin tuyệt mật. Vậy thì dựa theo ngữ cảnh của câu nói này thì chúng mình có thể hình dung ra được là à, cô ấy đang từ chối nói cho mình thông tin về mức lương của giám đốc bởi vì đây là thông tin tuyệt mật đúng không nào? Chúng ta có cấu trúc mà mình sẽ dùng với động từ refuse sẽ chính là refuse to do something đúng không nào? Từ chối làm việc gì? Sau khi chúng mình đã hình dung ra được là cấu trúc chúng mình cần sử dụng là gì rồi thì bây giờ chúng mình sẽ cùng tiến hành đổi những phần còn lại mà chúng mình cần đổi ở trong câu này. She refused to tell me what the director's salary was because that information was confidential. Ở đây chúng mình thấy chúng mình đã sử dụng đúng cấu trúc refuse to do something giờ này và chúng mình sẽ phải đổi tân ngữ của chúng mình. Ở câu trên là you, câu dưới chúng mình sẽ phải đổi thành me và có một điều đặc biệt là động từ của câu thì chúng mình sẽ phải đổi về thì quá khứ bởi vì là câu nói này đã diễn ra trong quá khứ rồi đúng không nào? Và đó là tổng quan hai bài tập mà chúng mình vừa làm với nhau. Còn bây giờ, để các con có thể hiểu rõ hơn cũng như là có hình dung chi tiết nhất về cách mà chúng mình có thể đưa các dạng câu thể hiện sự đòi hỏi, yêu cầu về dạng câu tường thuật như thế nào các con nhé. Trước tiên thì chúng mình sẽ có cấu trúc đầu tiên. Đối với cấu trúc câu là orders and requests, chúng mình có thể report lại đưa các dạng câu mang ý nghĩa là à, yêu cầu, đòi hỏi về dạng câu tường thuật bằng cách là chúng mình sử dụng cấu trúc tell or ask someone to do something. Có nghĩa là bảo ai đó này hay là yêu cầu ai đó làm gì. Ví dụ như là chúng mình có câu gốc spend more time on your studies. Bố của tôi bảo tôi hay là bố của tôi yêu cầu tôi dành nhiều thời gian hơn cho việc học thì chúng mình sẽ dùng cấu trúc là à, told me to spend. Đây chính là dạng cấu trúc tell someone to do something đúng không nào? Hay tương tự như ở dưới, chúng mình cũng sẽ dùng cấu trúc là asked me if I would be able to start. Còn đối với câu ở bên dưới của chúng mình có câu will you be able to start the job this week? Thì câu này, đây không phải là một câu mà chúng mình yêu cầu hay là chúng mình đòi hỏi ai đó làm gì, mà đây chỉ đơn giản là một câu chúng mình đang hỏi thông tin của người này thôi đúng không nào? Và đối với mẫu câu hỏi thì chúng mình sẽ dùng động từ tường thuật của chúng mình thường sẽ là động từ ask này. Và sau đó thì chúng mình sẽ đặt if hay là whether ở đầu câu mà chúng mình đang tường thuật lại đối với mẫu câu yes no question mà không có từ để hỏi đúng không nào? Và có một điều đặc biệt đó chính là đằng sau mệnh đề if thì động từ của chúng mình sẽ phải chia theo cấu trúc là chủ từ, sau đó đến động từ, chứ không có chuyện là chúng mình sẽ đảo trợ động từ của chúng mình lên trước như là ở trong câu hỏi gốc đâu các con nhé. Vậy thì khi mà viết lại câu hỏi này, ở dạng tường thuật thì chúng mình sẽ có câu như sau. The employer asked me if I would be able to start the job that week. Trong câu này chúng mình đã thay đổi khá khá nhiều từ việc là chúng mình thay đổi tân ngữ của chúng mình từ you về me và cùng với đó thì chúng mình đã đảo will của chúng mình ra đằng sau để có thể hình thành cấu trúc câu là chủ từ sau đó đến động từ này và cùng với đó thì will chúng mình cũng đã đưa về dạng quá khứ là would và this week chúng ta đã đổi về that week đúng không nào? Và đó là tổng quan cấu trúc đầu tiên mà chúng mình cần tìm hiểu. Bây giờ chúng mình cùng chuyển sang cấu trúc số 2 nhé. Đối với cấu trúc thứ hai thì đây chính là cấu trúc mà chúng mình muốn thể hiện là chúng mình bảo ai đó hay là yêu cầu ai đó không làm gì. Vậy thì không này, ý phủ định này chúng mình sẽ thêm vào đâu bây giờ? À, not chúng mình sẽ thêm vào trước to do something các con nhé. Cấu trúc của chúng mình sẽ là tell or ask someone not to do something. Chúng mình có câu ví dụ đầu tiên của mình ở đây. You mustn't skip classes to do your part-time job. Con không được bỏ học để làm công việc làm thêm bán thời gian của con. Vậy thì ở đây chúng mình đang thấy rằng là à, bố mẹ của chúng mình đang yêu cầu chúng mình, đang bảo chúng mình là không được phép bỏ học để mà đi làm thêm công việc làm thêm đúng không nào? Vậy thì ở đây chúng mình sử dụng cấu trúc là tell someone
not to do something. Thì chúng mình thấy rằng là me của chúng mình ở đây đang thay cho someone này, và to do của chúng mình ở đây chính là to skip, đúng không nào? Và tương tự như câu ở dưới thì thay vì dùng tell, chúng mình sẽ dùng cấu trúc ask ở đây. Asked us not to rush. Đơn giản phải không? Bây giờ chúng mình cùng chuyển sang cấu trúc tiếp theo của chúng mình nhé. Ngoài việc chúng mình có thể sử dụng cấu trúc tell someone to do something hay là ask someone to do something ra, chúng mình hoàn toàn có thể đưa các câu thể hiện sự yêu cầu, sự đòi hỏi của chúng mình về dạng câu tường thuật bằng cấu trúc sau đây. Thay vì chúng mình dùng tell someone to do something hay là ask someone to do something thì chúng mình hoàn toàn có thể dùng cấu trúc là told me that I had to spend, giống như trong ví dụ lúc nãy mà chúng mình cùng phân tích với nhau, hay là asked the employers if they would give. Điều này đồng nghĩa với việc là khi mà các con đưa các dạng câu của mình về dạng câu tường thuật thì các con không nhất thiết lúc nào cũng sẽ phải bám vào cấu trúc là tell somebody to do something hay là ask somebody to do something, mà các con có nhiều những sự lựa chọn linh hoạt hơn các con nhé. Chúng mình cùng chuyển đến cấu trúc tiếp theo nào. Chúng mình có thể sử dụng cấu trúc là asked to do something hay là cấu trúc ask for khi mà chúng mình đang muốn ám chỉ là ai đó muốn hỏi để có thể có được một cái gì đó. Ví dụ như là chúng mình có câu can I see your identity card please? Tôi có thể xem chứng minh nhân dân của bạn được không? Thì câu này chúng mình sẽ viết lại là người phỏng vấn thì muốn xem căn cước công dân của tôi. Tôi có thể xem căn cước công dân của bạn được không? Thì câu này chúng mình có thể viết lại dưới dạng câu tường thuật là người phỏng vấn thì muốn xem hay là muốn được quyền xem thẻ căn cước công dân của tôi, đúng không nào? Thì ở đây chúng mình sẽ dùng cấu trúc là asked to see. Ok, hoặc là nếu như chúng mình muốn dùng cấu trúc là tôi có thể có cái này được không? Ví dụ như câu ở dưới của chúng mình, can I have the company's brochure please? Tôi có thể xem quyển thông tin của công ty được không? Thì ở đây thay vì việc là chúng mình sẽ nhắc lại cả cấu trúc này bằng cách là chúng mình report câu hỏi sử dụng if hay là whether, thì ở đây chúng mình có thể có một cách dùng khác, đó chính là chúng mình sẽ dùng cấu trúc ask somebody for something, đúng không nào? Asked the interviewer for the company's brochure. Tức là trong câu này chúng mình đang thể hiện rằng là tôi đã yêu cầu người phỏng vấn cho tôi được xem quyển thông tin của công ty, hay là cho tôi có được quyển thông tin của công ty. Alright, bây giờ chúng mình cùng chuyển đến cấu trúc cuối cùng của chúng mình trong ngày hôm nay nhé. Như ở trong phần bài tập lúc nãy chúng mình đã làm với nhau, thì các con có để ý rằng là với offer, đề nghị và advice, đưa ra lời khuyên, thì chúng mình sẽ thấy rằng là hai reporting verb này của chúng mình sẽ đi về cấu trúc offer to do something or advice to do something, đúng không nào? Đối với hai động từ này thì chúng mình sẽ dùng cấu trúc là cộng với to infinitive ở đằng sau để thể hiện là chúng mình muốn đề nghị làm gì hay là chúng mình muốn khuyên ai đó làm gì, đúng không nào? Ví dụ như chúng mình có câu I'll help you to write your CV. Thì câu này chúng mình có thể viết lại rằng là anh trai của tôi thì đề nghị giúp tôi viết CV của tôi. My brother offered to help me to write my CV. Hay là chúng mình có câu ví dụ ở dưới, I think you should learn how to use some computer applications. Cô nghĩ rằng con nên học cách sử dụng một vài các phần mềm máy tính. Thì ở đây đưa ra lời khuyên, cô nghĩ rằng là cô khuyên các con là nên làm gì đó, thì chúng mình sẽ có là advised us to learn, đúng không nào? Và đó là toàn bộ những cấu trúc mà cô muốn giới thiệu đến các con để các con có thể ứng dụng vào trong quá trình mà chúng mình đưa các dạng câu orders, requests, các dạng câu yêu cầu, đòi hỏi, đưa ra lời khuyên, đưa ra lời chỉ dẫn về dạng câu tường thuật các con ạ. Vậy là qua bài học này, chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu kỹ về cách mà chúng mình có thể đưa các dạng câu cầu khiến này, câu yêu cầu, đòi hỏi về dạng câu tường thuật bằng các cấu trúc mới, đúng không nào? Bài học của chúng ta ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Đừng quên subscribe và bấm nút chuông để không bỏ lỡ các bài giải sách giáo khoa tiếng Anh sau này của anh Ngữ Jim nhé. See you soon!